Tuấn Châu kính chào quý vị khán giả, lời chào thân mến. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình SPTN. Chương trình cổ nhạc phương Nam do Tuấn Châu, Văn Trung và Ngọc Đáng phụ trách, do hai tiếng đàn Hoàng Phúc và Hoàng Nam. Khách mời hôm nay rất là đặc biệt, một nghệ sĩ vừa lên vừa rồi cách đây mấy tuần thì là nữ nghệ sĩ người đẹp thời Mỹ, và một người nữa lần đầu tiên lên với quá chương trình biệt. SPTN, một tài tử luôn nghe, một tài tử điện ảnh, một nghệ sĩ, ca sĩ Kim rồng Tiểu nhỏ. Long, rồng nhỏ. Tôi cho mời bác Bảy, Kim Tiểu Long, thời Mỹ cùng với chị Đáng có lời chào khán giả. Dạ, Văn Trung, tôi xin rất hân hoan tái ngộ cùng quý vị khán giả đang xem đài SPTN trong chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Dạ, rồng nhỏ Kim Tiểu Long xin chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình SPTN, là chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Thời Mỹ cũng xin chào tất cả bà con cô bác đang xem chương trình SPTN, lời chào trân trọng. Đây là chắc có lẽ mặt cũng hơi chai nhưng mà tại vì hồi tối này Thời Mỹ với Kim Tiểu Long hát xong ở Seattle thì hai chị em bay về đây để tập chương trình, chuẩn bị đi Úc với cô Ngọc Đáng với anh Linh Tâm. Cho nên là sẵn dịp cái bị bác Bảy với anh Tuấn Châu bắt cóc về đây luôn. Cho nên là được gặp gỡ, có cơ hội được gặp bà con cô bác để mà tâm sự trò chuyện với nhau. Thì cái đó Thời Mỹ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc để đáp lại tấm lòng thương mến của bà con đã dành cho Thời Mỹ nói riêng và tất cả anh chị em nghệ sĩ nói chung. Cho nên là Thời Mỹ xin được tái ngộ. Long nghĩ là tất cả khán giả sẽ ủng hộ Thời Mỹ nhiều lắm đó. Ngọc Đáng có lời chào tái ngộ đến quý khán giả xem đài và đang thưởng thức chương trình Cổ Nhạc Phương Nam. Cảm ơn chị Đáng, Mỹ Long cùng với Bác Bảy. Trời ơi, vô thấy ba cáo đỏ, hoàng hồng quá, con lấy con kiếm cáo đỏ đỏ con. Cũng có miếng thì chứ bộ. Lần Châu cũng có miếng áo đỏ dạ, nào đó. Thì bởi vậy, còn bảy thì phải chặt lại chút xíu. Đó, bảy thì cái sơ mi đỏ. Dạ, thấy không? Dạ, đúng rồi, có cái bìa đỏ nè. Hôm nay mình không hẹn mà sao trùng hợp nhiều quá mà Đáng hả? Thần giao cách cảm. Cảm ơn Long với lại Thời Mỹ rất là nhiều. Anh cảm ơn em vì anh vừa nghe nói em tập tuồng bên cái chương trình Úc. Thì anh nói bác Bảy ơi, phải gọi Long với Thời Mỹ lên luôn lúc. Mai tuần sau thì lại đến Ngọc Quyền anh cũng kéo lên. Rồi Phương Hồng Thủy anh cũng sẽ kéo lên. Trong mấy tuần này thì có những nghệ sĩ rất là... Thật sự là hai chị em của em cũng đuối dữ lắm luôn rồi. Dạ. Tại vì đi máy bay rồi cho nên là bị delay nữa. Rồi giấc dưỡng ở ngoài sân bay đó. Nên là đuối dữ lắm luôn. Không, với lại mấy bữa nay nóng quá nữa. Dạ. Nóng quá. Không, chương trình Vật Ngọc vừa rồi ở Seattle rất là thành công. Tại vì 10 ngày mà mình vẫn hát 10 ngày liên tục. Cho nên Long và Mỹ ngày nào cũng hát hết. Ngày nào cũng đứng ngoài trời, rồi trời nắng nữa má. Yeah. Rồi ngày nào cũng hát, hai chị em hát rất là nhiều, hát trích đoạn nữa. Yeah. Cho nên hôm nay cũng hơi bị mệt một chút. Nhưng mà mệt nhưng mà mình được lên sóng truyền hình, mình cảm thấy mình không có mệt, mình vui lắm nha bà con. Nghe cháu Thời Mỹ nói mà đuối chứ. Sự thật chính bác Bảy đó, hiểu trong tâm trạng cái khán giả của Cổ Nhạc Phương Nam mà có những nghệ sĩ trẻ như vậy lên đó, thì chắc có lẽ khán giả trông đợi dữ lắm. Bác Bảy cũng nghĩ rằng không khi nào mà khán giả phụ lòng cháu đâu tại Mỹ. Dạ, chính vì thấy khán giả thương quá cho nên là cái mệt nó cũng đã được xua tan hết rồi bác Bảy. Đi vô đây gặp bác Bảy, nghe giọng cười của bác Bảy, con cũng cảm thấy nó khỏe ra nữa. Ôi trời, mừng quá, không biết bác Bảy còn cười như xưa không? Bây giờ có vợ bác Bảy ngồi dưới, cười thử coi. Cảm ơn bác Bảy rất là nhiều. Thôi bây giờ, như hồi nãy Long có nói, trong cái trích đoạn mà em chuẩn bị em đi Úc hát với Mỹ ha, thôi bây giờ mở hàng ở đây trước đi ha. Mở hàng nhá cho khán giả bên Úc. Đúng rồi, cũng như là mình tự quảng cáo mà. Anh nghĩ là bữa nay em hát xong xuôi bên đó hết vé. Chắc có lẽ vậy quá Long ơi. Tại vì bữa giờ chị em mình hát nhiều tiểu bang ở đây rồi mà được bà con rất là thích. Cứ nhiều khi hát suốt Phật Ngọc một tuần lễ mà biểu diễn lại cái đó hoài, Long với Mỹ cũng cảm thấy hơi bị kỳ nữa. Nhưng mà thấy bà con thích quá, ngày nào cũng tới canh cái trích đoạn đó mà coi. Mà vì cái trích đoạn đó mà anh với bác Bảy nôn nóng nè. Làm liền đi ha. Thôi bây giờ thì nếu mà hôm nay cái chương trình của nhà Phương Nam này được trực tiếp qua bên Úc thì thôi
chị Mỹ với Long nhá chút xíu rồi nha. Đã tới giờ hát rồi mà còn chị em nữa kìa anh Châu. Độc địa em ghê. Nói cho Long nghe hát là sao mà tao nhập tâm sửa liền được. Đi chứ. Sửa liền tại sửa liền, chỗ. Sửa liền tại chỗ. Đã tới giờ hát rồi. Phải em nói cho Long giữ nghe. Chị em trong đây. Anh ơi mình làm đi anh. Rồi. Bây giờ Mỹ với Long sẽ hát cái gì? Dạ thì cái lớp trích đoạn này thì đại khái thì hát một ngắn đoạn để gửi cho bà con cô bác, nếu mà bà con cô bác ở bên Úc Châu có xem được thì ủng hộ cho Rồng Nhỏ và Thoại Mỹ nha. Tóm tắt thôi chứ không diễn hết trích đoạn, chừng nào khi nào qua tới đó thì Long và Mỹ sẽ diễn hết một lớp trích đoạn cho bà con coi rất là dài. Và một lớp trích đoạn nổi tiếng lắm của tác giả Vĩnh Xuân Hữu Lộc, trích đoạn được mang tên Trà Hoa Nữ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đến đây ban cho tôi một chút tình thương hại đó. Nhưng cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Cô hãy nhìn kỹ lại mình đi. Cô chỉ là một cô gái bán phấn buồn hơn. Cô đã lừa dối tình tôi nè. Cô đã làm cho tâm hồn tôi như điên như dại. Sắc hương kia đã dung đắp cho cô một cuộc đời lên xe xuống ngựa. Và đã biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn giang hồ. Tôi không quên một chiều kia cô nói tiếng đoạn liền, là cô phải xa lánh con đường truy lạc để trở thành một người con gái hoàng. Dài lo từng ăn thuốc thấy em mạnh lành anh mới trọn niềm vui, vậy mà em nỡ nhẫn tâm lừa dối ân tình nè hả. Hôm nay hơn là đánh hụt đó. Cô đi đi, cô không muốn gặp mặt cô nữa. Tình tôi trong khi tôi yêu cô bằng một tâm hồn trong trắng, yêu cô
tôi sẵn sàng từ bỏ công danh địa vị. Tôi không sợ tiếng người đời dị nghị và sự dèm pha mai mê của người đời. Hôm cô đi rồi, tôi gom hết khổ đau, nguyện trả thù đời bằng con đường tuệ lạc. Đừng Đạt ơi đừng, cô phụ tôi để trở thành người buôn hương ban phân. Thì tôi có ngu dại thì làm người chân thật thủy chung. Trời ơi, tôi nói cho cô nhớ, kể từ hôm nay tôi không bao giờ muốn gặp mặt cô nữa. Cô đi về đi. Cô đi đi. Anh Đạt. Đạt ơi, em gắng gượng tới đây, em xin anh, em xin anh hãy trở về với gia đình đi anh. Cha mẹ đang cần anh, bao nhiêu đứa trẻ nó đang cần anh dạy cho nó điều hay lẽ phải. Về làm lại cuộc đời đi anh. Đạt ơi, em lại anh mà Đạt ơi. Trời ơi, cô buông tôi ra đi mà. Vinh biệt cô. Vinh biệt cô. Anh Đạt. Anh Đạt. Quá hấp dẫn à. Mới có nhá hàng. Nhá hàng thôi đó. Xuất mới, mới có nhá hàng thôi mà bển hết vé rồi. Đó. Nhập tâm quá ha bạn ơi. Cảm ơn thầy Mỹ với Kim Tử Long. Hải Lê, Trang Yến Vi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sản phẩm đại diện độc quyền được USDA Organic kiểm chứng, đó là đông trùng hạ thảo, tăng cao sức đề kháng, cường dương, bổ phổi, giúp ngăn ngừa ung thư, giúp ngủ ngon và bớt đi tiểu đêm. Đối với phụ nữ, bổ âm đẹp da, giúp cho đỡ bị ợ chua và hỗ trợ bệnh trĩ. Chúng tôi xin cam kết nếu quý vị sử dụng trong vòng 10 ngày không có kết quả, quý vị sẽ được hoàn lại đúng 100% số tiền của quý vị. Xin gọi ngay để được mua 1 tặng 1.